Cả đồng đội. Một cơ hội nữa cho Sài Gòn Heat. Đây là Tuấn Tú. Ba lần đổ nhẹ nhàng của Tuấn Tú và thêm hai điểm nữa cho Tuấn Tú. Về Ano thực hiện cú đá bóng từ xa chính xác rồi. Thêm ba bàn Sài Gòn Heat. Đó cũng là pha ghi điểm của Colin Bagion lần đầu tiên. Về Ano đang dẫn bóng. Pha đột phá. Nguyễn Tuấn Tú. Tuấn Tú cũng đột phá và lên rổ. Hai điểm cho đội chủ nhà. Và Tuấn Tú sẽ còn có thêm một cơ hội để đánh phạt nữa. Phải nói là McLean không thể nào mà tránh việc phạm lỗi đối với anh. Sẽ giúp cho Sài Gòn Heat vượt lên dẫn điểm. Và Sài Gòn Heat đều sẽ diễn ra trên sân khách. Một pha chuyền bóng rất đẹp bắt của Tuấn Tú. Pha chuyền bóng ra. Ở trong hiệp thi đấu thứ 3. Nếu xét điểm số trong từng hiệp đấu thì trong hiệp thứ 3, Sài Gòn Heat đã giành chiến thắng trước Mono Vampire với điểm số là 22-14. Và ở trong hiệp thứ 4 này, cho đến thời điểm hiện tại thì Sài Gòn Heat đang dẫn với số điểm là 23-14 trước Mono Vampire. Và tổng số điểm xin nhắc lại đang là 85-69 nghiêng về phía đội chủ. Tuấn Tú. Will Quickmore. Một bóng chính xác của Will Quickmore. Cần có thời gian để nhập cuộc trong ABL mùa giải năm nay, nhưng có thể nói là nếu họ trở lại trong năm sau thì họ sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Đó là pha ghi điểm của cú ném xa của Will Quickmore. Ba điểm đẹp quá của Will Quickmore. Rõ ràng là tâm lý của các cầu thủ Mono Vampire đã xuống dốc rồi. Ghi điểm quá đẹp mắt luôn.